Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái món tầm gửi cây xoan đây. Tuy nhiên là rất tiếc là không phải quay cận cảnh tại cây, quay cái gốc để các bạn xem. Đây là cái đoạn cành xoan đây, bạn nào tiếp cận nhiều với cây xoan thì sẽ biết. Đây cây xoan này, đặc điểm của cái cành xoan này. Đây là cành xoan. Đấy, ở đây là cái tầm gửi của cành xoan đây. Đây là cành xoan này. Có cái lõi tím cái trong. Đây các bạn rõ hơn này. Đây là cành xoan này. Đây là cái lá tầm gửi đây, lá tầm gửi rất là tốt. Lá tầm gửi của tầm gửi xoan này rất là to. Cái đặc điểm của cái tầm gửi xoan này, khi các bạn vê cái lá lên ngửi nó sẽ có hơi mùi của cây xoan. Về cái tác dụng của tầm gửi xoan thì có tác dụng rất tốt về cái đường ruột. Các bạn có nhu cầu mua cái tầm gửi xoan thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại là 0932340345 nhé. Đây là cái tầm gửi xoan tươi. Tôi sẽ làm khô sau. Sau khi làm khô thì sẽ có hình ảnh khô cho các bạn nhé. Đây, đây là một cành tiếp theo, cành gửi xoan, ở đây cũng là cành xoan này các bạn này. Đấy, và đây là cái tầm gửi lên này. Đấy, đây là cành tầm gửi nha. Giới thiệu về cành tầm gửi xoan một chút nữa thôi. Cái lá tầm gửi xoan các bạn nhé. Xin chào các bác nhé.